Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trước tiên là mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn, tất cả mọi người trong suốt thời gian qua cũng đã ủng hộ cái kênh YouTube của mình, và cho đến ngày hôm nay thì mình cũng đã đạt được cái bước thành công ban đầu. Thì với sự đam mê cháy bỏng của mình thì hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn. Mình sẽ mạo muội và sẽ làm thử một cái clip ngắn. Mà cái clip này nói về chủ đề là một người cha tội nghiệp, một người cha đáng thương, đại khái là như vậy. Nói chung cái clip này cũng là cái sự đam mê của mình. Từ lâu nay thì mình rất thích làm những biên soạn kịch bản về những cái clip ngắn, nhưng mà mình chưa dám làm. Thì hôm nay thì mình mạo muội làm thử một cái clip này để lên cho mọi người xem, và để mình sẽ lấy ý kiến góp ý của tất cả mọi người ở trên đây. Thì mình cũng mong rằng mọi người hãy xem dùm cho mình hết cái clip này và sẽ bình luận cho mình một cái ý kiến và một cái góp ý chân thành nhất, để mình tiếp tục làm những clip mà clip này mình sẽ không có để lên kênh này, mình để lên kênh khác. Tại vì cái clip này là mình muốn lên đây để cho mong được sự góp ý của mọi người, cho nên mình mới để đây. Tại vì kênh của mình là kênh vlog, cho nên mình chỉ để đây là hôm nay là mình muốn mọi người góp ý cho mình cái clip này để mình làm thôi. Thì mình cũng mong tất cả mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình cho mình nha. Ai chưa đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh để theo dõi những cái clip, những cái video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ xin mọi người hãy theo dõi cái clip mà đầu mình làm rồi. Mời mọi người nha. ơi, ba xuống thăm con đây. Trời đang mưa. Con mua hết đồ xuống cho con này, thịt vịt này con, mấy cái rau củ quả nữa. Vết này ăn dừa không vậy? Con thử dừa vết này không? Biết thử dừa không? Còn ở đây này, còn không dừa thì phải cho em cảm ơn. Ba cũng bình thường đó. Thôi tối rồi ba đi về, con lại ăn uống đàng hoàng học hành rồi, bây giờ ba đi về rồi bữa sau ba xuống.